năm thứ bắt buộc phải mất trước khi giàu có. Trong xã hội này, ai cũng cần có tiền và sợ không có tiền trong tay. Có tiền cuộc sống mới no đủ, không lo cơm ăn áo mặc. Không có tiền thì phải thắt lưng buộc bụng, làm gì cũng khó khăn. Nhưng tiền không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải dễ dàng mà có được, mà phải nỗ lực kiếm về bằng chính công sức của mình. Trở nên giàu có sau một đêm là chuyện không tưởng, chỉ có bước từng bước chắc chắn mới có được thành quả tốt. Trước khi trở nên giàu có, một người bắt buộc phải mất 5 điều dưới đây. 5 thứ này đa số mọi người đều có, vì vậy đa số mọi người đều không phát tài nổi. Nếu bạn muốn phát tài, bắt buộc phải từ bỏ chúng. 1. Mất đi chỗ dựa. Kẻ mạnh chẳng cần phụ thuộc vào ai. Kẻ mạnh thực sự không bao giờ dựa dẫm vào ai. Họ biết rằng ngoài mình ra không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Không thể trông đợi người khác, dè chừng sắc mặt, dựa dẫm và chịu đựng họ. Chỉ bằng cách gạt bỏ ý nghĩ dựa dẫm vào người khác, cắt đứt mọi đường lui của mình, bạn mới có thể phát huy tiềm năng của chính mình, thử thách bản thân và vươn tới thành công. Tất nhiên, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng đừng bao giờ ỷ lại vào họ. Không chăm chỉ thì dựa vào ai cũng vô ích, không giỏi giang thì nhờ ai cũng là như nhau. Kẻ mạnh thực sự chẳng cần phụ thuộc vào ai, họ độc lập, kiên cường, dũng cảm và chưa bao giờ biết sợ hãi. Chỉ khi bạn trở nên đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể mở được chiếc dương của cải, giành được sự giàu có như mong muốn. 2. Mất đi xung động, kẻ mạnh là kẻ biết nhẫn. Những người có bản lĩnh thực sự cũng biết tức giận, nhưng họ không tùy tiện nóng nảy với người khác. Khi bực bội, họ biết kiềm chế chính mình, họ biết cách nhẫn nhịn và khống chế cảm xúc, sẽ không làm ra những chuyện khiến bản thân thấy hối hận sau khi đã bình tĩnh lại. Nếu bạn không có bản lĩnh thì tính khí cũng đừng nên quá nóng nảy, nếu không bạn rất dễ gặp phải phiền phức. Muốn phát tài có lẽ là không thể. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải bỏ đi sự nóng nảy và học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu không khống chế nổi cảm xúc thì sao có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống của mình? Kẻ mạnh thực sự biết áp chế cảm xúc, học được cách nhẫn nhịn và sẽ không dễ nổi nóng. Nhẫn nhịn là để tích lũy sức mạnh, củng cố bản thân, lấy đà để phản kích thật mạnh mẽ. 3. Bỏ đi oán trách, kẻ mạnh mặt không biến sắc. Trước những đả kích và khó khăn của cuộc sống, một số người chỉ biết phàn nàn và oán trách. Thực ra, phàn nàn cũng không có ích gì, nó không chỉ lãng phí thời gian, sức lực mà còn bào mòn tinh thần chiến đấu, khiến con người trở nên lười biếng và sa sút. Nếu muốn làm giàu, bạn không nên oán trách nữa, hãy dành thời gian và sức lực để nâng cao bản thân, luôn luôn lạc quan, tích lũy sức mạnh và nắm bắt cơ hội, chắc chắn bạn sẽ nhận được vô số những phản hồi tích cực. Đối mặt với cuộc sống, không ai là dễ dàng cả. Có người chọn cách than thở, có người lựa chọn thản nhiên đối mặt, tích cực lạc quan, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Hãy dừng việc than thở lại ngay lập tức, điều này chỉ khiến tâm lý và tình huống của bạn ngày càng tồi tệ hơn, chỉ khiến bạn cách con đường làm giàu ngày một xa vời mà thôi. Khi bạn bớt phàn nàn và đối mặt với cuộc sống một cách tích cực, không ngại khó khăn, không sợ thử thách, bạn sẽ thấy rằng mọi việc đang dần tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn ở phía trước. 4. Bỏ đi liều lĩnh, kẻ mạnh nghĩ kỹ mới làm. Liều lĩnh là biểu hiện của ngây thơ, manh động, là điềm báo của thất bại. Nếu không sớm thay đổi, đường dưới chân bạn sẽ ngày càng hẹp và mọi việc sẽ ngày càng khó khăn hơn. Những người thực sự làm nên việc lớn biết từ bỏ sự liều lĩnh, thận trọng và bình tĩnh, giải quyết mọi việc một cách hợp lý, suy nghĩ chín chắn, tăng tốc phát triển một cách thận trọng và đạt được thành công trong sự ổn định. Của cải được tích lũy nhờ đầu tư và tiết kiệm. Chỉ cần bạn không chú ý thì tiền bạc sẽ trôi tuột qua kẽ tay. Muốn phát tài thì không thể liều lĩnh. Liều lĩnh sẽ chỉ làm hỏng việc, sẽ biến quân bài tốt trên tay bạn thành cục diện xấu. Chúng ta nhất định phải thận trọng,
suy nghĩ chín chắn trước khi hành động mới có thể làm nên đại sự. Cẩn trọng tiến bước, phát triển ổn định, dùng thời gian tích lũy tài sản, đây là cách thức hữu hiệu để làm giàu. Vội vàng, mưu mẹo có thể khiến bạn phát tài nhưng khó duy trì được lâu dài, cuối cùng sẽ chỉ trở lại tình trạng ban đầu mà thôi. 5. Bỏ đi chấp niệm. Kẻ mạnh biết cách giải phóng tư tưởng, tập trung vào những việc đúng đắn được gọi là kiên trì, dây dưa với những việc sai lầm được gọi là cố chấp. Người cố chấp không biết ứng biến linh hoạt, thường khó làm được đại sự, vận mệnh chỉ sẵn sẽ thất bại. Chỉ những người biết thức thời, từ bỏ chấp niệm, mở mang đầu óc, tìm tòi sáng tạo và kiên định khám phá mới có thể phát hiện ra cơ hội kinh doanh, lập nên thành tích, ngược gió đi lên, phát triển hơn người. Ai cũng muốn trở nên giàu có, nhưng bạn phải biết rằng giàu có không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Nếu muốn làm giàu, trước hết bạn phải là chính mình, dừng việc dựa dẫm vào người khác, bỏ đi tính khí nóng nảy, bớt phàn nàn, từ bỏ xung động, buông bỏ chấp niệm, giải phóng tư tưởng, khi đó tiền bạc ắt sẽ tự đến với bạn. Mong bạn hiểu được rằng, người chạy theo tiền thì sẽ không bao giờ giàu lên được, còn để tiền đuổi mình thì sớm muộn cũng sẽ giàu. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cố gắng phát triển bản thân, làm cho bản thân có giá trị hơn thì tiền bạc và danh lợi mới tìm đến với mình. Sống thì phải biết từ bỏ, có từ bỏ mới có thu hoạch. Khi bạn bỏ được 5 thứ trên, vận may, tài lộc hanh thông, ngày bạn phất lên cũng sẽ không còn xa nữa. Quý vị thân mến, ngay từ khi sinh ra, con người đã định sẵn việc đối nhân xử thế với những người xung quanh, trừ thân thích ruột thịt. Những mối quan hệ khác đều xuất phát từ lợi ích cộng hưởng. Không phải khó hiểu khi con người không ngần ngại trả bất cứ giá nào, thậm chí còn nuôi dưỡng tâm hại người. Thế nên sinh ra làm người, tâm ác là không được phép, nhưng lòng phòng bị thì không thể thiếu được. Tính cách của loài sói trở nên mạnh mẽ, không dựa vào trời đất, cũng không cậy nhờ cha mẹ. Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ chúng đã tàn nhẫn xua đuổi. Đối mặt với môi trường khắc nghiệt, những con sói phải tồn tại một mình, kẻ mạnh cũng vậy. Kẻ mạnh thực sự luôn không nơi nương tựa và biết chọn con đường riêng, không để đám đông kéo lại phía sau. 1. Một khi con sói đã phát hiện ra con mồi của mình, nó sẽ không hề dao động cho đến khi bắt được con mồi. Cuộc đời không có sự lựa chọn thứ hai. Chuyện đã làm, việc đã qua thì không thể lật lại được nữa. Đừng luôn muốn dựa dẫm vào ai đó. Chỉ khi sự lựa chọn của bạn là đúng, cuộc sống của bạn mới đúng thôi. 2. Mặc dù sói là động vật sống theo bầy và có tinh thần hy sinh, nhưng mạng sống được quyết định bởi mỗi con sói thay vì tìm kiếm sự bảo vệ của cả đàn. Thà dựa vào chính mình hơn là dựa vào người khác, chỉ có tự lực mới có thể phát huy hết khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đúng vậy, con đường của kẻ mạnh là số phận cô đơn không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình để chiến đấu. Một trong những đặc điểm lớn nhất của loài sói là độc lập. Độc lập này không phải thoát khỏi trách nhiệm của cá nhân trong tập thể, mà đặt tất cả hy vọng vào bản thân. Mỗi chúng ta là độc nhất vô nhị, nhưng nhiều người không biết trân trọng rồi ỷ lại vào người khác. Biết trân trọng những gì mình đang có, sức khỏe, thể chất, tinh thần, trẻ trung, sống là chính mình. Vậy thì cho dù khó khăn nào, dựa vào chính mình, bạn cũng có thể tạo ra một con đường riêng. 3. Ở sói có một sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc trừ khi đạt được mục tiêu. Chính tinh thần ấy đã khiến loài sói về bản chất là một kẻ mạnh khi chúng không trội về nhiều mặt. Khi bạn lực bất tòng tâm, đừng lo sợ, chọn làm những gì bản thân cho là đúng đắn. Hầu hết mọi việc trên thế giới này, chỉ cần bạn tiếp tục kiên trì, bạn sẽ có thể thành công. Nhưng nếu bạn dừng lại thì cả đời này bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. 4. Sói không sợ hãi và cực kỳ mạo hiểm. Một người thực sự mạnh mẽ cũng có một loại dũng khí như vậy. Dám là người đầu tiên của thế hệ, người đầu tiên của bạn bè cùng trang lứa, người đầu tiên của thế giới. Vì bạn đã đi trước người khác một bước, bạn đã mở ra khoảng cách với người khác, thì bạn đương nhiên không có gì để dựa vào,
nhưng con đường phía trước chỉ chờ mình bạn tới khám phá. 5. Sói có niềm tin vào chiến thắng, có thể bị hạ gục nhưng không bị đánh bại. Kẻ mạnh thực sự trên con đường thành công gian nan có thể không có kinh nghiệm sống dày dặn, không có quý nhân tiếp sức, cũng không có may mắn, không có chỗ dựa như vậy. Nhưng khó khăn không thể cản bước được, nhất định phải có sức mạnh vững chắc như đá. Đó là niềm tin. Hãy nhớ rằng niềm tin là nền tảng của thành công và có thể khiến những người xuất hiện trên thế giới này nỗ lực hết mình. 6. Loài sói có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Sở dĩ nó có thể trở thành đại diện của kẻ mạnh phụ thuộc vào khả năng phát huy tối đa ưu điểm chạy thật nhanh, bộ răng sắc nhọn, khôn ngoan, dũng cảm. Đối với con người, có rất nhiều yếu tố để thành công, chẳng hạn như cơ hội, môi trường, trí lực, sự chăm chỉ. Nhưng điều quan trọng nhất là biết cách sử dụng điểm mạnh của bản thân, phô bày tài năng và tìm kiếm những con đường mới. Như vậy, dù có đơn độc, bạn cũng có thể tự mình thành công. Ở những người thành công, chúng ta có thể nhận thấy họ đều có một điểm chung là năng lực vượt trội. Không chỉ vậy, ngoài năng lực, họ còn hiểu rằng để hoàn thành trách nhiệm của mình thì phải dựa vào sự kiên trì của bản thân và kiên nhẫn. Quả thực là như vậy, chiến thắng cuối cùng thường đến sau những nỗ lực bền bỉ. Khi đối mặt với áp lực lớn và những nhiệm vụ gian khổ, chỉ cần dũng cảm đảm nhận, biến áp lực thành động lực, nỗ lực làm việc, vượt qua mọi khó khăn bằng ý chí kiên cường bền bỉ thì mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng.